Vâng, cửa hàng Âm Thanh Bảy 197 xin kính chào toàn thể các bác nhé. À, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Âm Thanh bãi 197. À, thì nói chung là sau rất là nhiều cái livestream thì em có đá qua cái dòng loa b 450C này rồi. À, tuy nhiên ngày hôm nay thì em mới quyết định làm một cái video nó kỹ càng, cụ thể hơn về cái dòng loa này và dòng loa này thì lần này về nó chuẩn về số lượng khá là ít đổi các bác nhé. À, và cái dòng b 450C ấy thì thực ra nó là một cái dòng loa À, một trong số những dòng nội tiếng nhất của B&B được nhiều bác ưa chuộng nhất. À, ví dụ như là BMB 450C, B&B 880C là hai dạng loa nằm hoặc là B&B 3012 là dạng loa full là những cái model mà nội nổi tiếng và được nhiều người săn đón nhất của B&B. À, nói về B&B thì các bác biết rồi, B&B là một trong số tứ đại gia của làng âm thanh Nhật Bản. À, ví dụ như là à, BK này, à, Dam này rồi B&B và Ariran. Đấy, bốn là bốn cái dòng một trong bốn cái đại gia các bác Ngoài ra Nhật Bản nó vẫn còn rất là nhiều các cái dòng âm thanh khác. À, tuy nhiên thì những cái dòng ấy thì nó lại ít nổi tiếng hơn, à, kém nổi tiếng hơn và không không có được nhiều cái tiếng tăm như B&B. À, tính ra tầm bà BA năm trước. Tầm 2017, 2016 thì cái dòng B&B này rất là sốt và cái giá của những dòng B&B này nó rất là đắt. À, tuy nhiên thì trong một thời gian à, tầm 2018, 2019 thì sự, với sự xuất hiện của những mẫu model loa full của rất là nhiều cái hãng danh tiếng ví dụ như GD à, ví dụ như là DE Autotech à, vân vân rất là nhiều ở Eric ở B3 thì cái dòng BMB nó đã bớt sốt đi rồi và cái giá loa BMB nó đã giảm đi khá là nhiều so với 3 4 năm trước. Tuy nhiên có hai cái dòng mà đặc biệt của BMB nó không hề bị giảm giá mà thậm chí còn tăng giá, đó chính là BMB 450C BMB880C và đối với dòng loa full là 3012. Đấy. Thì cũng không nói quá nhiều về những cái 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 BMB nữa. À, thì tập trung vào cái lô loa lần này. À, lần này thì em về tầm 10-15 đôi có nhé. 15 đôi BMB, quá thùng quách sạch sẽ, đẹp, không mốp méo, không uh, bị uh, gãy gít. Ví dụ một số cái này thì nó là đơn giản bình thường thôi. Đây những cái dòng này là những cái cái chấm này, thì cái chấm rất là nhỏ và bên em xử lý cho gọi là đơn giản hoàn dễ dàng trong để từ gửi tới đến tay các bác thì nó sẽ là đẹp long lanh và có một điều quan trọng là em sẽ bao cho bác là uh, bát zin uh, tép zin và uh, tất cả mọi thứ đều zin các bác nhà. đều zin từ nhà sản xuất và là hàng chính hãng luôn Đấy. thì cái thiết kế của cái dòng này thì nó hơi đặc biệt so với những dòng loa nằm thường thì uh, những dòng loa nằm thì nó là cũng có độ cong cong của cái phần e căng nhưng mà nó sẽ không cong quá nhiều như thế này Đấy, và thằng này thì nó sẽ có hai cái lưỡi bảo vệ hai cái lưới này để bảo vệ cái tiếp các bác nhé. À, giống như các dòng khác thì nó sẽ làm một cái căng dạng, căng dạng thép mà theo thép tròn lục lăng chẳng hạn. À, Nên dòng này thì nó sẽ làm một cái 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 căng của cái dòng tép này là căng nhựa. À, nó tạo ra ba cái lỗ, bốn cái lỗ như này, cánh dạng cái dạng là cánh én các bác nhé. À, và thông số của dòng này thì lát nữa em sẽ quay lại các bác. À, tuy nhiên có một cái vấn đề ở đây thì em muốn nói với các bác thì vì là các bác nhìn này cái bB này thì cái độ cong của nó khá là nhiều à, các bác nhìn này à, nó cong từ đây ra đây à, cho nên là cái tem loa là cái phần mà nó sẽ được nó bị rìa ra ngoài nhiều nhất à, trong nên trong quá trình mà vận chuyển, trong quá trình mà người ta sử dụng bên kia thì cái lượng cái tem này nó bị chảy xước được khá là nhiều à, nhưng mà bên em vẫn là muốn giữ lại cái tem này là vì lý do vì sao ạ là để đảm bảo nguyên chất nguyên gen à, nguyên zin từ nhà sản xuất từ cái nơi mà người ta bọn em nhập về không muốn là, là thay đi thay những cái dạng uh, cái tem này đi nó sẽ làm mất chất đi của loa quá nhá thay thì thực ra thay rất là đơn giản thôi mua một cái tem bmb này trên thị trường thì nó tầm năm sáu mươi ngàn một cái thay thì rất rất là đơn giản thôi mua một cái loa mua một cái tem này thì bên em có thể đặt cả tầm mấy trăm cái cũng được tuy nhiên là muốn để cho các bác sở hữu một đôi loa chất zin zin xịn từng chi tiết từng kể cả con ốc từng cái tem cũng như là từng cái thành phần bên trong cấu tạo của cái dòng này À, cho nên bọn em là để nguyên những cái, cái, cái tem này và đối với những cái dòng uh, cái tem mà nó chảy xước quá nhiều thì uh, hiện tại thì bên em uh, uh, sẽ để cho các bác một mức giá nó rẻ hơn ví dụ như đôi cái dòng tem này uh, tem này thì giá của nó thì trả là tầm 5 triệu bảy một đôi các bác nhá bảy đôi một đôi, đôi những cái đôi mà cái tem nó đang còn đẹp hơn đang còn đẹp hơn ví dụ như cái tem này đây cái tem này thì giá của nó sẽ là 5 triệu 800 ngàn đồng một đôi các bác nhé uh, Và em là nói, nói từ đầu ấy Thì uh, dòng dòng BMB ấy, BHB thì có những cái mô đen này nó sẽ không bị giảm giá theo cái sự tụt giảm cái nhu cầu à, cái của cái độ hot của BHB à, mà nó sẽ tăng giá hơn, tăng giá hơn so với năm 2020. À, tuy nhiên là bên em hiện tại thì vẫn à, để giữ một một cái mức giá bằng với cái mức giá của tháng 10, tháng 9 năm 2020 các nhé, để cho các bác có thể sở hữu những đôi loa với một mức giá nó ổn định và thực ra thì không chỉ cửa hàng em và những cửa hàng khác thì hiện tại bên uh, mọi người uh, các anh chị ấy cũng vẫn đang để cho các một mức giá khá là tốt và giá trung bình dao động của dòng này sẽ là 5 triệu từ 5 triệu 7 đến 5 triệu 9 các bác nhá tùy thuộc vào độ đẹp của loa lần này thì bên em về là một lô cực kỳ đẹp luôn nói chung là nó đẹp tất cả mọi thứ thùng quách rồi uh, các cái uh, chi tiết bên trong đều rất là đẹp không có gì phải uh, phải lăn tăn các bác nhá với tầm tiền 5 triệu 7, 5 triệu tám thì các bác chỉ có thể là lấy được một dòng loa full 25 dạng bình thường thôi còn nếu những dòng loa full 25 hay hơn hẳn thì rất là khó để các bác có thể tìm được cái 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 dòng đó nhá à, và tiếp theo đến với cái phần à, uh, model đen đi đấy đấy về đèn là đem đăng đèn được đèn, đèn, đèn flash cho nên nó sẽ hơi loá các bác nhá đây uh, đây b b này các bác này đấy model là csv các bác nhá csv uh, thì cái độ cái cái BLB thì nó ra có cái dòng ví dụ CSS này, CSV và CS là cái dòng mà nó cao cấp nhất. Ví dụ CSS 3012, còn CSV là cái dòng cao cấp thứ hai. Model của nó sẽ là CSV 450C, kháng trở của nó là 8 ohm và độ nhẹ của nó là 500W và với độ cái à, quên cái công suất của nó là 500 w các bác nhá em xin lỗi à, công suất 500 w thì để các bác mà đánh được cái đôi này thì ít nhất các bác phải dùng âm ly thì phải là âm ly năm điện sáu còn mà công suất của đẩy thì phải là từ dòng đẩy 500 w một kênh các bác nhá đây là điều lưu ý còn cái tem này thì tem này thì đây là dạng một màu... cái dạng tem bảy màu của bmb các bác nhá các bác thấy này tem bảy màu thì uh, sẽ có dạng màu cam màu đỏ màu xanh dương À, màu xanh lá cây Đấy, à, thì nó sẽ thiết kế bảy cái dòng à, tem bảy màu thì cái điều này chúng ta cũng không quan trọng không quan trọng quá nhiều với dòng này. Tại bên em hiện bao zin, bao xịn cho tất cả các bác về cái dòng loa này luôn. À, tiếp theo về cái đoàn vế LR. LR này thì các bác biết rồi đấy, BLB thì nó sản xuất loa theo phương cân các bác nhá. Theo phương cân thì điều này có nghĩa là cái vế LR thì nó đánh dấu thế này thì à, đánh dấu thế này cho nó đẹp thôi, chứ không thực ra nó cũng không quan trọng phương cân thì cái âm thanh nó chặt đi theo một hướng không giống như là r, r các vế trái với phải các bác nhé đấy thì các bác có thể lấy hai vế l hai vế l và hai vế r đều được như nhau cả nó không khác biệt gì cả tuy nhiên thì bên em thì đã lấy theo cặp cặp l và r thì nên khi mà bọn em sắp xếp và gửi hàng cho tất cả các bác thì bọn em sẽ gửi hàng đúng cho vế trái với phải l r cho các bác luôn để đảm bảo mọi người là không phải là lan tăn trong quá trình mà nhận hàng à, ví dụ các bác thấy là tem này BMB mặt sau mà tem màu xanh lá cây, BMB mặt à, tem màu xanh dương thì đó đều là tem chính hãng của BMB các bạn nhé để tránh cái sự là lan tăn à cũng như là cái um, cái 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 cái, um, gì nhỉ? cái um, suy nghĩ quá nhiều về những cái sản phẩm như này thực ra đấy đều là sản phẩm sản phẩm chính hãng các bác ạ. Con này thì à, mỗi con thì nó sẽ cho các bác một cái số series khác nhau. Ví dụ đây con này là bốn một nào không bốn năm không thì sẽ có con nào không bốn năm một các bác nhé. Và lô này chỉ có 15 có con đôi thôi và em đã bán đi vài đôi rồi. Đấy, hiện tại chỉ còn một số đôi như thế này thôi và giá của nó các bác nhé thông báo lại giá cho tất cả các bác luôn giá của nó sẽ là 5 triệu bảy một đôi đối với tem mà dạng tem hơi xấu và 5 triệu tám một đôi đối với tem đẹp Đấy, bây giờ thì tiếp theo đến với cái dòng uh, phần nội thất đi à, về còn cái phần uh, phần e căng đó nha phần uh, phần phần uh, đây là phần bát loa này uh, bát loa thì em sẽ cái uh, lần này về loa thì uh, sẽ là cái bát này đang zin này cái màng mà zin này uh, cái gân này cũng là gân zin và các bác biết rồi nhiều anh em nhiều bác thì quan niệm một điều là phải gân din thì nó mới hay à, tôi nhưng mà đôi khi cái căn niệm nó thì cũng không hoàn toàn chính xác các bác nhé các bác biết vì sao không ạ thì cái gân này thì nó sẽ có tuổi thọ và tuổi đời của nó cho nên là trong khi trong cái quá trình mà thời gian nó tiếp xúc với oxy nó tiếp xúc với lại không khí thì nó sẽ ra hiện tượng là bị oxy hóa và nó bị rão cái tem cái cái gân này các bác nhé dù là gân gì cũng vậy nó cũng chỉ có tụi thọ của nó thôi và cái gân này nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ đàn hồi của cái bát loa này cái màng loa này Đấy, cho nên mà khi cái cân cái gân mà đang còn đủ tụi thọ của nó thì cái độ đàn hồi của con này nó sẽ ổn định còn nếu như mà cái gân của nó bảo rão quá rồi thì nó cái độ đàn hồi của nó sẽ không còn nữa đó. thì lúc ấy thì sẽ cái cái, cái hiện tượng là khi các bác mà cái cái loa ấy, các bác nghe nó sẽ không còn hay, không còn sướng nữa. để đối với cái, cái những cái dòng ấy thì lúc ấy là sẽ thay gân. Thay gân thì thay gân thì nó sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của loa bác nha. Thay gân thì càng tốt thôi. Nếu các bác là thay gân họ bên em mà hỗ trợ thay gân cho các bác thì đó điều hoàn toàn bình thường rồi. Nó sẽ càng tốt, càng cái chất âm của loa nó càng hay. Đấy. Và cái dòng này thì các bác lưu ý một điều để mà chọn cái dòng này ạ. Cái dòng loa B&B cái loại mà bát mà zin từ chính hãng các bác nhá thì các bác để là cái lớp keo từ cái giờ cái dâu nhé cái lớp keo dâu thì nó sẽ không đổ trận nó không đổ dàn hết ra đâu mà các bác vẫn còn thấy được các cái dây đồng này đấy, có hai cái dây các bác nhìn thấy chưa đấy, nó phải có hai cái dây này hai cái dây đồng mà ấy, của cái dâu loa này đấy, thì nó phải còn hai cái dâu đó, các bác nhá còn nếu bát trung quốc lại một đấy thì nó sẽ đổ tràn hết ra và nó che kín cả hai cái dây này luôn đấy là cái phần ấy các bác nhá và lô này cực kỳ đẹp luôn Hiện tại thì bên em cũng chưa tháo ra vệ sinh cái vô bơi mở B450C này một lần nào cả Về cái là sắp xếp à, để lại vào trong kho luôn Đấy, Sắp xếp để lại vào trong kho luôn đây các bác này à, Tuy nhiên thì cái dòng này thì đang quá mới quá đẹp luôn Hàng lần này về cực kỳ đẹp luôn đối với B450C các bác nhé Cái nội thất của bốn B450, B450C thì nó đơn giản thôi, nó như vậy các bác ạ Đây chính là phần bát này Bát này dạng này là bát tử kép các bác nhé bát có dòng BMB, 3 BMB 450, 455, 880C thì đều là dạng tử kép. À, và các bác để ý này, với lại loại gần mà cái bát mà chính hãng ấy, thì luôn luôn nó sẽ đổ một cái lớp keo nữa này này. Lớp keo nó tràn ra. Tràn ra bên ngoài các bác nhá. Không cần uh, có thể là đoạn tràn nhiều, tràn ít nhưng mà nó sẽ có một cái lớp keo màu đục trắng, màu trắng đục như này tràn ra. Đấy. và cái uh, đây là có thể là cái cái này là chính hãng các bác nhá. BMB này, Đấy, thông số này 200W và 8 ôm này và cái China này cái điều hoàn toàn bình thường vì là China nhà máy B&B đã chuyển sang Trung Quốc từ năm 2000 à năm 1995 tất cả các đơn vị các cái dây chuyển sản xuất của B&B đã chuyển sang Trung Quốc từ năm 1995 à, phòng thí nghiệm tuy nhiên phòng thí nghiệm và phòng à, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm thì vẫn đang ở bên Nhật Bản và ở Tokyo các bác nhé cho nên là cái dòng này nó có từ Made in China là điều hoàn toàn bình thường ừ. tiếp theo về cái phần phần nhện các bạn này, đấy, phần nhện thì nó đang, đang cực kỳ đẹp luôn. ở việt nam mình thì có những ông, có những bác thợ, các bác thợ ấy pha những cái màu nhện nhé, giống y hệt luôn, không khác bằng cái gì. tuy nhiên cái màu của những cái nhện mà nhện mà của cái dòng chính hãng ấy, thì nó luôn luôn là có màu khác biệt và nhìn nó rất là khôn, nó khác biệt hơn rất là nhiều so với những cái cái cái, cái nhện mà pha và lưu ý một điều các bác này đấy cái viền ngoài cùng này các bạn đấy em đang quay cho bác xem này cái viền ngoài cùng mà cái bát loa zin đấy bát loa zin xịn thì nó phải là cái màu trắng là, màu vàng như vậy bác nhá màu vàng nghệ như này nếu là bát mà trung quốc loại một thì nó phải là có một cái hưởng là sẽ màu đen tính tới thời điểm hiện tại bây giờ thì nó có một sẽ là màu đen à, cái viền ngoài cùng này em đang quay cho bác xem này đấy cái viền đấy vừa màu nghệ ấy. Còn nếu như mà sau cái thời điểm này mà nó có xịn sang người ta có pha được thành một cái màu khác không Thì em cũng chưa rõ là nó có pha được không Đây các bác nhé Đây là phân tần Phân tần của BMB thì các bác không, không trông đợi một cái phân tần gấu hùng hầm hố ấy là hùng hổ đâu Vì BMB nó phân tần nó luôn luôn là như thế này thôi Không khác biệt gì cả Nó chỉ là đơn giản như vậy thôi Tùng quách này Tùng quách đang khá chắc chắn này Bông này bơ lớp bông tiêu âm các bác nhé Bông này rằng là bông thủy tinh à, Và cái đây là phần con tép Tép thì tép của BB thì cũng giống như là cái dòng bát thì nó sẽ có dạng hai cái dạng uh, tép là tép từ kiếp các bác nhé và nó cũng sẽ có những đặc điểm nhận biết khá là giống như phần bát đồng cũng với lớp uh, keo này lớp keo màu trắng đục màu tràn ra này à, thứ hai là phần dâu cũng vậy Dâu của tép này nó cũng phải có hiện cái, cái 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 dây đồng quay thế này thì các bác rất là khó nhìn nhưng mà đôi lúc mà các bác về các bác kiểm tra thì nó sẽ thấy luôn nhé các bác sẽ thấy luôn và có một đặc điểm là đấy nó không cả cái lớp mà uh, cái lớp vải này đây là cái lớp vải nó để bảo vệ cái đấy luôn. Đây là cái dạng này cái e căng của nó các bác. E căng của tép này. Đấy, con này tiếp thì chúng ta thể à, bỏ vào đây thôi, bảo vệ rất là tốt với con tép này các bác nhá. Đấy, và số lượng thì cũng có hạn thôi. Không có nhiều. Số lượng thì khá là ít và giá của nó cực kỳ phải chăng, cũng không phải lúc nào cũng có BMW B450C bán đâu các bác ạ. Thực ra bán cái dòng này cũng không thích lắm vì nhập vào cái giá nó rất là cao, không hề có giá rẻ tí nào. Đấy, thì các bác nào đang có nhu cầu và quan tâm đến mặt hàng BMW năm 450 c thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em các bác nhé cho điện thoại thì đang hiển thị trên màn hình à, xin báo giá lại báo giá lại một lần nữa à, BMB 450C nó với dạng tem hơi xấu một tí chỉ là năm triệu 7 một đôi còn là BMB à, dạng đẹp cái tem đẹp thì sẽ là 5 triệu tám các bác nhé và bác nào muốn hỗ trợ và thay cái tem thì à, các bác cứ báo cho em em sẽ hỗ trợ thay tem cho các bác luôn tuy nhiên thì cái tem chất chất cái chất của hàng bãi phải là những cái tem mà đang xoay sát đây này các bạn này độ kia nó chỉ đẹp hơn tí thôi và xin hẹn gặp lại tất cả các bác ở cái cái, cái clip tiếp theo của âm thanh bảy một các bác nhá xin hẹn gặp lại